Trần Tuấn Việt, sinh năm 1983, là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Việt, được mệnh danh là người đã đưa hình ảnh đất nước Việt Nam đến với thế giới. Anh nổi tiếng với những bức ảnh về Việt Nam được đăng lên tạp chí, sách ảnh và dành cả cuộc đời của mình để chụp những bức ảnh tuyệt vời về Việt Nam. Trần Tuấn Việt mất hơn 7 năm để định hình phong cách cá nhân. Trước đó, anh đã thử qua nhiều loại hình như chân dung, phong cách, đường phố, cho đến năm 2015, khi đã đạt đầy đủ những khía cạnh cơ bản trong cuộc sống, anh bắt đầu nghiêm túc theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Anh gắn bó với phong cách storytelling, mảng nhiếp ảnh truyền tải câu chuyện còn mới lạ ở Việt Nam khi đấy. Đây cũng là năm anh bắt đầu bén duyên với Nat Geo khi tham gia một cộng đồng với hơn 1 triệu nhiếp ảnh gia. Trần Tuấn Việt đã có những đóng góp đáng kể cho ngành nhiếp ảnh đất nước ta. Anh ấy chụp những bức ảnh tuyệt vời về Việt Nam, từ cảnh quan hùng vĩ cho đến cuộc sống hàng ngày. Công việc của anh ấy được công nhận rộng rãi với những bức ảnh xuất sắc được đăng lên nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng. Anh ấy đã mang lại cho người xem một góc nhìn tươi mới và sâu sắc về Việt Nam qua công việc của mình. Anh cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nhiếp ảnh gia, trở thành một biểu tượng cho sự phát triển và biến đổi của ngành nhiếp ảnh Việt Nam trong suốt thập kỷ qua. Tác phẩm Lá Hương, tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Việt được xem nhiều nhất lịch sử cuộc thi Smithsonian, là một bức ảnh nói về nghề truyền thống làm hương ở Việt Nam. Chủ nữ công nhân ngồi làm việc ở giữa những bó chân hương. Ở các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam thì hương là một phần không thể thay thế của những lễ hội truyền thống và nghi lễ tôn giáo. Nghề làm hương là một nghề đã có từ hàng ngàn năm nay ở Việt Nam. Những bức ảnh tưởng chừng như vô tri, nhưng khi qua bàn tay của Trần Tuấn Việt như đã mang đến cho khán giả quốc tế những câu chuyện đã lộ tả được những vẻ đẹp truyền thống, văn hóa Việt Nam, khiến cho cả những khán giả bên kia trái đất cũng có thể cảm nhận được những thứ tinh túy nhất tại đất nước ta chỉ qua một hình ảnh. Những hình ảnh đó không chỉ mang tính chất nâng cao tinh thần truyền thống, văn hóa Việt Nam, mà mang theo nghề nhiếp ảnh đưa hình ảnh của đất nước và khẳng định nó trên sân trường quốc tế.